tân chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan FFT, tỷ phú Noan Phan Lam Sam hay còn gọi với cái tên quen thuộc là Madam Pang, vừa thông báo đã gia hạn thành công với huấn luyện viên Masuda Ishii bằng bản hợp đồng chính thức có thời hạn 2 năm rưỡi. Quãng thời gian thử thách của huấn luyện viên Masuda Ishii với bóng đá Thái Lan đã kết thúc sau khi ông đưa đội tuyển Thái Lan vượt qua vòng bảng, lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2023 với thành tích không để thủng lưới bàn thua nào ở vòng bảng. Đây là thành tích tốt của Thái Lan qua nhiều kỳ Asian Cup sau khi giải đấu được thay đổi thể thức. Lần cuối họ đạt một thành tích cao tại giải đấu là vào năm 1972. Họ xếp thứ 3 sau khi giải đấu chỉ có 6 đội tham dự. Việc đưa bầy voi chiến lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2023, chiến lược gia người Nhật Bản đã thuyết phục được Madam Pang cũng như FAT khi đã và đang đưa Thái Lan dần trở lại vị thế số 1 của bóng đá Đông Nam Á. Với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi, huấn luyện viên Ishii sẽ gắn bó với đội bóng xứ chùa vàng ít nhất cho đến sau World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, nơi mà voi chiến Thái Lan đặt mục tiêu được góp mặt.